Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Thưa quý vị, một bãi đậu xe ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Chứa gần trăm siêu xe như Rolls Royce, Bentley, Hummer và cả những chiếc xe cổ điển phiên bản giới hạn Tổng giá trị lên tới gần 100 triệu nhân dân tệ, tương đương với khoảng 13,9 triệu USD Trang tin 163 của Trung Quốc nhận định, quang cảnh còn choáng ngập hơn cả triển lãm ô tô Thượng Hải một trong những triển lãm ô tô quốc tế lớn nhất thế giới. Những chiếc xe siêu sang này là tài sản của Lý Vĩ, cựu phó cục trưởng cục điện lực Cáp Nhĩ Tân. Điều đáng kinh ngạc là những siêu xe này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Lý Vĩ còn có 69 bất động sản đứng tên mình và gần 1 tỷ nhân dân tệ tiền mặt, hơn 139 triệu USD. Đây được coi là một trong những vụ án quan tham gây rúng động nhất Trung Quốc. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tường tận ngay sau đây. Theo trang tin 163, vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Cát Nhĩ Tân đã tổ chức xét xử công khai sơ thẩm vụ án một băng nhóm xã hội đen liên quan đến 21 đối tượng. Kẻ đứng sau vụ án thao túng thế giới ngầm này chính là Lý Vĩ. Lý Vĩ sinh ra ở Cáp Nhĩ Tân vào năm 1959. Vào thời điểm đó, gia đình Lý Vĩ tương đối khá giả, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, vài năm sau khi Lý Vĩ ra đời, cha mẹ Lý Vĩ lại sinh thêm mấy người con trai nên tình hình kinh tế của gia đình cũng khó khăn hơn. Là con trai cả trong gia đình, Lý Vĩ từ nhỏ đã tỏ ra thông minh, lanh lợi, lớn lên đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở tỉnh Hắc Long Giang. Vừa tốt nghiệp xong, Lý Vĩ là một trong những thanh niên trí thức được đưa về nông thôn. Sau khi trở lại thành phố, Lý Vĩ được phân công về đơn vị điện lực là một thợ điện bình thường. Vốn là người thông minh và có năng lực, Lý Vĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giỏi phát triển các mối quan hệ cá nhân. Sau một thời gian công tác, Lý Vĩ được thăng chức đội trưởng đội thợ điện. Năm 2010, Lý Vĩ được bổ nhiệm chức vụ trợ lý tổng giám đốc kiêm phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực Cáp Nhĩ Tân. Từ đó, cả hai dấn thân vào con đường tham nhũng, quyền lực và tiền bạc của hệ thống điện lực Cáp Nhĩ Tân đều do anh em Lý Vĩ nắm giữ. Lúc đầu, Lý Vĩ chỉ nhận hối lộ dần dần số tiền kiếm được không thể thỏa mãn lòng tham của hắn. Lý Vĩ liền thành lập một doanh nghiệp tư nhân dưới danh nghĩa người em thứ ba. Sau đó, Lý Vĩ và người em thứ hai Lý Đồng ra toàn bộ dự án điện lực tại thành phố Cáp Nhĩ Tân cho công ty đứng tên người em thứ ba đảm nhận thi công. Bằng cách này, tiền không ngừng chảy vào túi của anh em Lý Vĩ. Sau khi có tiền, bọn họ lại điên cuồng đầu tư vào quán karaoke, quán bar, khách sạn, sòng bạc vì những nơi này kiếm tiền nhanh hơn nhưng việc này khó tránh khỏi những rắc rối xung quanh. Vì vậy, anh em Lý Vĩ đã lôi bè kéo cánh, thành lập một băng đảng xã hội đen. Chỉ cần có người đến gây rối, chúng sẽ đánh cho thừa sống, thiếu chết. Từ đó, trên địa bàn của anh em Lý Vĩ, người ngoài đều không dám đến đầu tư. Lý Vĩ rất mê ô tô, vì có rất nhiều tiền nên hắn đã siêu tập những siêu xe nổi tiếng thế giới, chẳng hạn như Bentley và Rolls-Royce. Chúng là những chiếc xe bình thường nhất trong bãi đậu xe của Lý Vĩ. Một nửa trong số hàng trăm chiếc siêu xe này đều là phiên bản giới hạn. Lý Vĩ cũng có tới 69 căn nhà, 55 trong số đó nằm trong các khu dân cư cao cấp ở Cáp Nhĩ Tân. Tất cả những bất động sản và ô tô siêu sang này đều được thanh toán một lần bằng tiền mặt, không cần vay ngân hàng, tổng giá trị lên tới hơn 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 418 triệu đô la Mỹ. Còn nhà của người em thứ hai, Lý Đồng, chứa nhiều đồ cổ, bao gồm cả đồ sứ quý hiếm từ thời Khang Hy năm 1661-1722 và ung chính năm 1722-1735, trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ, tương đương hàng chục triệu đô la Mỹ. Ngoài những tài sản trên, anh em Lý Vĩ còn sở hữu một bến tàu. Theo trang tin 163, đoạn ghi âm điện thoại bị dò dì của Lý Vĩ tiết lộ nội dung như sau. Chỉ cần ở trong thành phố Cáp Nhĩ Tân, nói đến điện lực, nếu tôi, tức Lý Vĩ, nói được thì không ai dám nói không. Năm 2017, Ủy ban chính pháp thành phố Cáp Nhĩ Tân nhận được báo cáo của nhiều doanh nghiệp rằng, cục điện lực Cáp Nhĩ Tân không hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tiêu thụ điện. Đối với điện dân sinh, khi lượng điện tiêu thụ cao vào ban đêm, thang máy trong khu dân cư không thể hoạt động, một số người dân thậm chí phải ở trong khách sạn chính quyền Cáp Nhĩ Tân ngay lập tức ra lệnh điều tra làm rõ nguyên nhân. Kết quả điều tra cho thấy, hóa ra người dân đang sử dụng nguồn điện tạm thời. Sau 5 giờ chiều mỗi ngày, khi mọi hộ gia đình đều bật đèn, nấu cơm, là thời điểm tiêu thụ điện cao điểm, nguồn điện tạm thời bị quá tải, gây ra tình trạng mất điện. Tháng 1 năm 2018, Trung Quốc tổ chức chiến dịch đặc biệt kéo dài 3 năm, tập trung đấu tranh tội phạm và thế lực ngầm trên cả nước, dẫn đến cuộc chấn chỉnh toàn diện các ngành và lĩnh vực trọng điểm. Tháng 10 năm 2018, dựa trên báo cáo của quân chúng, Ủy ban Kiểm tra, Giám sát và Kỷ luật thành phố Cáp Nhĩ Tân thành lập tổ chuyên án điều tra các hành vi vi phạm kỷ luật và pháp luật của hai cán bộ cấp cao ngành điện là Lý Vĩ và Lý Đồng. Cảnh sát phát hiện tổng giá trị các dự án điện do anh em họ Lý thâu tóm lên tới hơn 3,16 tỷ nhân dân tệ, lũng đoạn 77% hệ thống điện địa phương thông qua các thủ đoạn phi pháp, không chỉ vơ vét của cải qua dự án điện, họ còn nhận hơn 20 triệu nhân dân tệ tiền đút lót từ công ty khác. Khi khám xét, cảnh sát tìm thấy số tài sản khổng lồ của ba anh em. Vĩ sở hữu 96 chiếc xe sang với tổng giá trị gần 100 triệu nhân dân tệ. Đồng có bộ siêu tập cá nhân gồm nhiều cổ vật quý giá như mãng bảo thời nhà Thanh, đĩa hoa văn rồng từ thời vua ung chính, bát và bình hoa thời vua Cà Long. Ngoài xe sang và đồ cổ, anh em nhà họ Lý còn sở hữu 69 bất động sản và một bến tàu sang trọng trên sông Tùng Hoa. Trong số 69 bất động sản có 55 ngôi nhà và căn hộ ở Cáp Nhĩ Tân, được phân bố trong 26 khu dân cư từ trung cấp đến cao cấp, giá trị 800 triệu nhân dân tệ. Khi mua bất động sản và xe, họ không cần vay hay trả góp mà đều trả hết một lần bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ. Số tiền mặt và tiền gửi ngân hàng bị thu giữ là gần 1 tỷ nhân dân tệ thế lực của họ Lý không ngừng bành trướng, trở thành chùm có thể một tay che trời trong lĩnh vực cung cấp điện ở Cáp Nhĩ Tân. Anh em hắn được ví như những con hổ dữ, thâu tóm ngành điện nơi đây trong nhiều năm, trở thành khối u ác tính, cản trở việc cải thiện dân sinh và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tháng 6 năm 2019, Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về chống tội phạm và thế lực ngầm đến tỉnh Hắc Long Giang tập trung giám sát, đôn đốc vụ án Vĩ và Đồng đào sâu ô dù phía sau họ. Sau gần 2 năm điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ tổng cộng 155 nghi phạm, điều tra xử lý 308 vụ án hình sự. Ba anh em họ Lý bị cáo buộc 24 tội danh, bao gồm cầm đầu tổ chức có tính chất xã hội đen, cố ý gây thương tích, giam giữ trái phép, cưỡng ép giao dịch. Số lượng hồ sơ vụ án là 3.285 quyền, có thể trải khắp 5 sân bóng rổ. Ngày 24 tháng 8 năm 2020, Vĩ, Đồng cùng gần 20 người khác bị xét xử. Ngày 30 tháng 10 năm 2020, tòa tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu tất cả tài sản cá nhân đối với Vĩ và Đồng. Vĩ từ một công nhân lắp đặt điện bình thường được đề bạt làm phó cục trưởng cục điện lực, ông ta và Đồng đều được bầu làm đại biểu hội đồng nhân dân thành phố. Hai kẻ làm chuyện phi pháp mà lên như diều gặp gió phơi bày sự thất trách, buông lỏng giám sát của các bộ phận và nhân viên liên quan. Ủy ban kiểm tra, giám sát và kỷ luật thành phố Cáp Nhĩ Tân đã lập hồ sơ điều tra hơn 30 nhân viên công chức, đồng thời truy cứu trách nhiệm của 64 cán bộ đảng viên và nhân viên công chức có liên quan. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.